lưng sừng núi, nơi mùa hoa ban nở thẳng từng. Không có hoa ban, chỉ có mây trắng thôi. Trôi 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 trôi. Đường cực cao là thế. Đây sóc đấy, đặc sản là sóc của khu đấy. Đây sóc 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 này. Đây chỉ bị ăn sóc ở dưới là bản làng thị trấn. Cái kia là xã Yên Thành chứ không phải thị trấn đâu nhỉ? Không gì Yên Bình. Em mà mình đi đám cưới khu trong không là mình đi. Ở đây đây. Có cái chỗ này đất bằng bằng, nó không nó cũng nguy cơ sạt lở ấy nhỉ, nó đất bằng bằng. Ô, cái chỗ bên vùng bên kia là ở đâu này đẹp thế? Kia này à? Kia này. Đất một dải mênh mông. Đất mênh mông. Đất mênh mông và đẹp. Nhất hiền hòa. Đây, không sơn thủy hữu tình. Máy đất đa màu mỡ. Đúng mất hết số thì bao nhiêu đấy, mức độ của bậc thang nó cũng bằng bằng bậc thang này. Thì chưa đang đến đoạn băng của bên chú này, bên chú Yên Thành ơi. Huyện Quang Bực. Một khung hữu rất là đẹp. Một dải đất rất là bằng, rất là hiền hòa. Người ta gọi là đất gọi là cái gì nhỉ? Đất sơn thủy hữu tình. Phong thủy đẹp này, cảnh này đón gió, nơi đón gió rất là đẹp này. Đấy. Đất núi nó cũng thoai thoải, nó không gọi là quá ngút ngàn, không gọi là quá hiểm trở. Đây là một vùng đất gọi là sơn thủy hữu tình là như thế. Sơn thủy hữu tình bởi vì xung quanh các hộ nhà dân kia là một dòng suối, một dòng suối mát, có thể là tắm mát cho ruộng đồng cây cối, giúp bà con phát triển kinh tế xã hội của địa phương gần với tự nhiên. Đây, ôi đẹp quá, cây cối xanh.